chim thôi, nửa thịt mang lại thịt. Đây là bãi băm nhỏ ra anh em chúng tôi nướng. Là nào chấm với bánh đa. Đây là sản phẩm nướng. Dạ, nướng mà rừng thì nó không có đồ nên là nó hơi đen một tí thôi, nhưng mà đồ rừng nó ngon. May thế này đi rừng còn đây, thịt lợn. Cả ngô đây. Ngô. Này. Đó. Đồ của nhà này chỉ có mỗi mấy cái bánh dày thôi. Chỉ có can rượu 2 lít song song. Sông long giống. Ui đứa bắt đã hoa rồi. Chết. Chanh cũng lấy từ rừng nhá, ớt tóc rừng luôn nhá. À còn đồ không bột canh mang về nhà đi thôi. Quả me thì chưa lấy đâu. Nó tí vài bắt me. Trên này là cái thác rất cao không trèo lên được. Anh em đi tá túc tại chân thác. Không đủ sức để lên nữa rồi. Đói quá. Buổi trưa rồi, đói rồi, là 1 giờ rồi. Mời anh em ăn nhá. Bố cháu cắt cho Phan này. Đây đây đây. Ui, bị bé thôi. Bị thịt bẹ đằng béo rồi trời ăn. Đấy. Cái bên bỏ ngoài này. Cắt đôi ra, cắt đôi ra để cuốn na lốt cơ. Bỏ ngoài này là mặn. Cắt đôi ra để cuốn na lốt cơ. Ăn xong rồi anh tắt phát hết ngoài. Ừ. Ăn đã. Ăn phát uống phát đã xong. Chống cay. Nào. Rồi nhá. Chậm chậm. Chậm chậm. Chấm chấm cái gì nhỉ? Đây là hạt gì nhỉ? Hạt dổi. Hạt dổi mắc kén. Thì đây cũng ướp bằng mắc kén là dổi hết đấy. Ăn mạnh lên không hết đầy đồ. Đây là bánh dày về. Bánh dày nướng. Rất tuyệt vời. Làm con cua đi. Cua rừng. Toàn. Hôm nay là nạp bằng này thứ này là quá nhiều calo ấy. Ôi. Học này bọn anh là anh nghĩ hôm nay là ấy cơ. Là bọn cùng đáng nhẽ là bọn Khải vào đây cơ. Bọn Khải bỏ sáng nay mới nhắn tin bảo nay bận thúc biên điên cỗ Khiêm chiều phun nước sâu Nguyên ôi giời. Khiêm Nguyên đi làm bảo vệ làm ở đâu anh nhé đấy bảo đi mấy thằng làm gì quan rất của mình đấy làm vừa mua xe 500 triệu thì đi chở giám đốc thôi mà thế tự ngồi hẳn hoi chèo đi mà ăn. Tao thích chỗ mỡ mỡ. Ôi. Chả nó không sao cả. Điện còn nhiều lắm.